Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn một em xe kiểu dáng có hơi hướng phần về các bạn nữ hơn. Đó chính là Yamaha Latte đời 2019. Thì mời các bạn xem sơ qua về em xe này nha. Thì phần nổi bật ở đây đó chính là phần đầu xe. Đầu xe thì được thiết kế là đèn halogen. Tuy nhiên là chủ trước đã độ lên bóng đèn LED. Buổi tối thì mình chạy ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Phần mặt trước của xe được thiết kế rất là rộng. Ở đây có một logo Yamaha. Phần đèn định vị ban ngày, hai bên được ốp hai miếng được mạ chrome nối xuống đèn nhanh ở phía này. Phần mở về của xe còn rất là mới, hầu như là mình không thấy một vết xước gì luôn. Đĩa còn rất là sáng mới luôn nha mọi người. Phần phục trước của xe được sơn một màu đen bóng rất là đẹp. Phần dàn áo bên phải của xe, đây các bạn có thể thấy nó rất là mới, không có chạy xước gì hết, như là một chiếc xe mới vậy thôi. Phần để chân thì Yamaha Latte thì thiết kế phần để chân này rất là rộng cho chị em phụ nữ chúng ta khi mà đi chợ để đồ được nhiều hơn. Đây, mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ là được thiết kế đồng hồ cơ, có một đồng hồ điện tử ở đây cho mình nhìn rõ hơn về các thông số. Đây, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây. Odo của em này thì chạy được 5.900 rồi nha mọi người. Một điểm mình rất là thích ở chiếc này đó chính là phần đổ xăng. Đây, bình xăng được thiết kế ở đây. Đây, khi mà mình chạy xe thì mình không cần đi xuống để đổ xăng nữa, rất là tiện lợi luôn. Cốp xe. Phần cốp khá là rộng, chúng ta có thể được để được hai nón bảo hiểm nè, ba lô, áo khoác, đây, để rất là nhiều đồ. Phần dàn áo bên phải của xe cũng như phía trên thôi thì còn rất là mới, không có một vết chày xước gì hết. Ở đây có một cái logo Latte. Phía Oppo mọi người có thể thấy nè, đây không có một vết chày gì hết luôn, rất là mới, rất là đẹp. Đây phần phuộc. Phuộc được sơn một màu đen bóng giống như phuộc trước ở trên. Phần đèn hậu phía sau. Đèn hậu phía sau được thiết kế đây rất là rộng, hình chữ V. Phần cản phía sau thì thiết kế rộng hơn cho chúng ta có thể để đồ phía này, hoặc là mình có thể ngồi ra phía sau được nhiều hơn. Cũng giống như dàn áo bên phải thôi, dàn áo bên trái cũng còn rất là mới. Ở đây có một cái logo Latte. Đây. Phần nồi. Đây, phần nồi thì nước sơn vẫn còn là nước sơn zin của hãng nha mọi người. Đây. Rất là mới luôn. Phần dàn áo phía trước bên trái. Đây, cũng giống như những nơi kia thôi. Không có một vết chày xước gì hết. Xe còn rất là đẹp. Thì sau khi xem xong sơ qua về con xe này rồi thì mình cũng xin được báo giá về em xe này luôn nha. Mình xin được nhắc lại, em này là Yamaha Latte đời 2019, hiện tại bên cửa hàng mình đang bán với giá là 31 triệu. Thì mọi người có muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là cách thức mua hàng bên cửa hàng mình thì có thể là nhắn tin hoặc là điện thoại cho số điện thoại mình để ở phần phía dưới mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây và hẹn gặp lại mọi người.